Rồi chào các bạn nha. Các bạn thấy cái bóng của mình đi ngay chỗ lùm cây đó. Hôm nay mình tiếp tục mình đặt cái bẫy chồn ở cái vị trí cũ. Mình kéo cái lùm cây ở trên cái nóc lồng cho nó xuống sát cái nóc lồng một chút xíu nha các bạn. Thì mình vẫn sử dụng mồi chuối và hôm nay mình bỏ hai miếng mồi chuối ở bên ngoài lồng, một miếng bên ngoài lồng, một miếng ở trong lồng, thì nhỏ bằng cái ngón tay thôi để mình dụ con chồn nó tới nó ăn rồi nó đi vô bẫy thôi. Thì cái bẫy của mình các bạn thấy mình chia sẻ những cái clip trước rồi đó. Bẫy này bẫy mình tự chế, cửa mở bên trong nha. Rồi bây giờ tới buổi đêm rồi các bạn, thì con chồn bạc má hay người ta kêu là chồn heo, chồn hôi á, thì nó sẽ đi ăn ban đêm nha các bạn. Thì thức ăn của con chồn bạc má này thì nó ăn rất là nhiều thứ, nó có thể ăn giun dế, rồi nó ăn có thể nó ăn cả phân nữa các bạn, rồi nó ăn trái cây, thì trái cây rồi nói chung những cái gì mà nó hơi thúi húi nó cũng ăn đấy, nhưng mà nó thức ăn nó rất là đa dạng. Mình đã từng bẫy cái con chồn bạc má này bằng cái mồi con giun đất nha các bạn. Mình móc ra nhiều cái con giun đất mình để nó ngon ngoe, mình bỏ trong bẫy thì là nó vẫn đạt hiệu quả cao, nhưng mà mình bẫy là chỉ bẫy được có một đêm thôi, qua ngày mai là con giun nó chết rồi, nó không có còn hấp dẫn nữa. Có thể các bạn sử dụng con cá khô cũng được, nướng lên để các bạn làm mồi. Nhưng mà hôm nay Phúc sử dụng mồi chuối nha. Chuối thì nó đơn giản, các bạn mua rồi các bạn bỏ vô treo lên thôi. Con chồn bạc mã nó xuất hiện rồi. Đấy, con chồn này đúng là con chồn bữa trước rồi các bạn. Các bạn để ý thấy con chồn đực nó có hai hòn giái rất là to. Nó ăn miếng chuối bên ngoài rồi, giờ nó ăn miếng chuối bên trong luôn. Đó, còn cái mồi mình để hơi sâu vô. Này nó mới xuất hiện là nó chắc nó đói rồi các bạn. Này nó mới xuất hiện là nó không có thăm dò như là lần đầu mình bẫy nữa hai các bạn. Rồi bây giờ nó đi kiếm chung quanh. Các bạn thấy con chồn đực thì cũng khá là to nha. Đó là con chồn bữa trước luôn. Chỉ có nó thôi. Thì các bạn sát cái camera mình nó này đó. Rồi không có mồi gì thôi, chỉ có mồi trong bẫy thôi. Đấy, nó đánh hơi nó kiếm nè, các bạn thấy hai con dái nó to chất lượng không? Rồi nó vô bẫy rồi các bạn, nó vô được 1/3 rồi. Đấy, nó vô rồi các bạn, hai chân trước nó vô rồi. Đấy, nó còn ăn cái miếng chuối Phúc làm mồi, Phúc bỏ trên cái đáy lồng á, nó rớt miếng nhỏ dưới đó. Rồi nó đang bước vô lồng rồi các bạn. Rồi nó bước hai chân vô, bốn chân vô khỏi cái lồng rồi, các bạn thấy không? Cái bẫy của mình nó hoạt động rồi, nó đã bẫy dính được con chồn rồi các bạn. Các bạn thấy cái bẫy của mình so với con chồn thì cái bẫy của mình nó hơi to nha. Mình làm tới kích thước tới 10 ô lận. Thường thường mấy anh em làm 7 ô hoặc 8 ô nha. Mình làm tới 10 ô vuông. 10 ô vuông mà lưới 2 phân thì nó tương đương với khoảng 20 ha. 20 vuông á. Mình giới thiệu sơ qua cái lồng của mình á, cửa mở bên trong. Nó đóng thì nó đóng ngược ra bên ngoài, thì nó có một cái viền, nó một cái viền thì nó giữ cánh cửa lại. Mình sử dụng một cái lò xo rất là nhỏ thôi, các bạn thấy cái lò xo không? Lò xo nó nhỏ giống như là cái lò xo vẫy chuột thôi, nhưng mà nó nằm ngoài nên con chuột nó sẽ không cắn được. Đó, giờ các bạn thấy con chuột nó đang kiếm đường nó chui ra rồi. Đó, các bạn để quay được những cái cảnh này là rất là khó nha các bạn. Các bạn là phá này, đang phá cái bẫy mình ha, rất là khó cho bạn kiếm được cái chỗ có chồn để các bạn đặt bẫy, để các bạn
camera, có camera các bạn để camera, rồi cái gì để cho camera nó hoạt động, nguồn điện nó ở chỗ nào đó, rồi các bạn thấy không, rồi sợ người ta lấy mất cái camera, mất bẫy ha, rồi nó rất là khó nha các bạn. Các bạn nhìn như vậy các bạn thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà để quay được một cái những thước phim như vậy là rất là khó. Đấy, các bạn thấy nó đang mở cửa lồng vô, nhưng mà rất là khó nha các bạn. Mở cửa lồng vô thì nó vướng nó thì nó cũng không có chui ra được. Tuy cái lò xo rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó có hiệu quả rồi đó. Các bạn thấy nó thò tay ra này, đây nó cắn này. Đấy. Các bạn thấy là nó cố gắng nó phá. Các bạn xem một chút nữa nha, mình cho các bạn xem một chút đó. Rồi các bạn xem cái kênh của anh Thanh Võ Bảy Lồng hoặc là anh Lai Võ Củ Chi á, các bạn thường thấy anh cho các bạn xem là khi con chồn nó dính bẫy á, là chung quanh đất á, là nó bơi, thì các bạn thấy bây giờ nó đang bơi đất này. Đấy là các bạn sẽ hiểu nha, nó thò cái chân ra là nó bơi đất chung quanh hết luôn. Đấy đó, nhiều lúc anh mấy anh đó dính chồn này, mấy anh nhớ cái bẫy lên, mấy anh cho các bạn xem là chung quanh cái bẫy là con chồn nó đào là sâu xuống nha các bạn, nó bơi đất vô trong lồng. Đấy, thì bây giờ các bạn thấy trực tiếp cái cảnh nó luôn ha, cái cảnh con chồn nó bơi làm sao. Đấy, nó lấy chân là nó bơi, nó móc đất nè. Cái lưới của mình thì lưới hai phân, cái loại một cuộn nó 35 kg, nó cũng tương đối là tốt, nên mình hy vọng là nó sẽ không có phá ra ha. Các bạn gọi nó phá, nó đang bơi đất ở phía sau đó. Đấy, nó bơi đất chung quanh cái lồng ha, giờ nó đang bơi phía sau. Một cái nữa mình muốn chia sẻ các bạn là cái lồng này là mình bịt đít lại nha các bạn. Mình lấy một cái bao mình bịt cái đít lại. Bịt cái đít lại thì cái chiều dài của cái phần bít đó nó khoảng chừng 10 phân ha, để cho con chồn nó khỏi móc cái thức cái mồi của mình phía sau. Đấy, bây giờ các bạn thấy tới sáng rồi, con chồn nó phá không được cái bẫy của mình này nha các bạn. Đấy, các bạn thấy cái lò xo này, cái lò xo rất là đơn giản thôi nha các bạn. Một cái bạn lò xo nhỏ nằm ngoài thì con chồn nó không cắn được. Rồi, em chồn nó chính thức thúc thủ rồi các bạn. Rồi ha, mình chia sẻ cho các bạn là cái cách mình bẫy chồn bạc má như thế nào cho các bạn xem, để các bạn có cái kinh nghiệm ha. Rồi, Quan Hồng Phúc chúc các bạn một ngày nhiều sức khỏe và niềm vui.